Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với căn nhà phố đẹp trong video ngày hôm nay. Và ở video này Toàn sẽ giới thiệu với anh chị một căn nhà mà chắc chắn anh chị xem video sẽ không thất vọng. Với diện tích là ngang 5, dài 22, một trệt, 3 lầu, được trang bị full nội thất rất là sang trọng. Và vị trí của bất động sản này tại đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè. Từ đây anh chị di chuyển về cầu Phú Xuân, quận 7 là khoảng 3 km. Đây là một khu dân cư với đầy đủ tiện ích xung quanh, gần chợ, trường học, ngân hàng và các cơ quan hành chính. Căn nhà này có hướng là hướng Tây Bắc, sẽ phù hợp cho quý anh chị đang chọn là hướng Tây tứ trạch. Mặt tiền được thiết kế theo kiến trúc là hiện đại, rất là sang trọng. Anh chị xem qua nhé, với cách thiết kế rất là trẻ trung, chủ nhà là một anh kiến trúc sư xây dựng. Con đường trước nhà là một con đường rộng khoảng 8m. Và vị trí căn nhà này cách đường Huỳnh Tấn Phát là chưa đến 50m nha anh chị, với nhiều nhà phố cao tầng và đồng bộ. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong để mình xem toàn bộ không gian kiến trúc của căn nhà này nhé. Phía bên ngoài sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn ở bên ngoài và lớp cửa nhôm sinh pha ở bên trong, cũng được dán phim cách nhiệt luôn nha anh chị. Và gara đậu xe hơi thì hai bên cũng đã được trang trí lên full trần, trang trí cũng rất đẹp mà kiến thủy nhằm mục đích là mở rộng không gian đây anh chị. Ở chân tường thì cũng được ốp gạch lên full trần, thành ra rất là sạch sẽ. Gara đậu xe hơi thì anh chị sẽ đậu được mọi loại xe, từ 5 chỗ, 7 chỗ và kể cả xe bán tải. Anh chị có thể đậu thêm được nhiều cái xe gắn máy rất dễ dàng. Điều mà Toàn thích nhất tại khu vực này là mình đi lên 5 bậc tam cấp luôn nha, thì nền rất là cao, kể cả nâng đường hay gì đó. Nói chung là đường Huỳnh Tấn Phát đã nâng rồi, hiện tại là không còn bị ngập, không bị gì nha anh chị. Thành ra là căn nhà này anh chị sử dụng rất là thoải mái. Và không gian phòng khách với diện tích rộng khoảng 30m², được đề co trang trí rất là sang trọng. Phần chủ đạo của căn nhà chính là phòng khách đây anh chị, bao gồm một bộ sofa, tường phía sau sofa trang trí bằng những tấm mà composite làm giả gỗ, trên là treo tranh sơn dầu. Và điểm nhấn nổi bật tại không gian phòng khách sẽ là một chiếc đèn chùm, trần là được ốp những cái thạch cao 3D cũng rất là sang trọng. Phía đối diện sẽ là kệ TV kết hợp với kệ trang trí, trên là có máy lạnh luôn. Nói chung là căn nhà này ngoài sự tiện nghi sang trọng thì nó sẽ có một cái phần nữa là view sông rất đẹp nha anh chị. Và thang máy sẽ là nơi kết nối giao thông giữa các tầng, thang bộ thì nơi di chuyển lên các tầng ở phía trên cũng rất là thoải mái. Và không gian bếp của căn nhà này với diện tích rộng khoảng 30m², bếp hình chữ L với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Trước khi di chuyển vào thì Toàn ấn tượng nhất là sẽ là một chiếc bàn đảo tại vị trí này, anh chị có thể là ngồi mình ăn nhẹ, ăn mì hay gì đó. Và bếp thì cũng đầy đủ tất cả các công năng sử dụng, bao gồm là lò vi sóng nè, tủ lạnh side by side và rất nhiều thiết bị bếp thông minh ở bên trong luôn, máy hút mùi, bếp điện từ, lò nướng, trang bị gần như là đầy đủ luôn nha anh chị. Phía sau cùng của căn nhà sẽ là một khoảng sân sau, nơi làm giếng trời lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào, và có một cái vệ sinh. Trên thì cũng đã được lắp đặt đầy đủ khung bảo vệ rồi, nơi lấy gió và lấy ánh sáng tràn vào bên nhà của mình cũng rất là thông thoáng. Tại không gian bếp thì còn thiết kế một cái bộ bàn ăn gồm 6 ghế ngồi, và bức tường cạnh bàn ăn thì cũng được trang trí bằng kiến thủy nhằm mục đích là mở rộng không gian. Và phía trên tại phòng khách này cũng có được trang bị luôn máy lạnh luôn. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên trên lầu để mình xem các phòng ngủ nhé. Căn nhà này có tất cả là 4 phòng ngủ và đã được trang bị full nội thất. Hiện tại trên kênh của Toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà quận 7 hoặc mua nhà Nhà Bè, kết nối với Toàn để đến xem nhà thực tế. Và những anh chị là chính chủ đang có nhu cầu bán nhà quận 7 hoặc bán nhà Nhà Bè, hoặc là mua bán nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh, kết nối với Toàn để mình ký gửi nhé. Và đây là sảnh hành lang tại tầng 1, thì chủ nhà cũng thiết kế một cái giếng trời thông tầng luôn nha anh chị, nơi mà lấy gió và lấy ánh sáng tự nhiên từ trên, nói chung là tất cả mọi không gian bên trong luôn, rất là tuyệt vời. Và không gian phòng ngủ phía trước tại tầng 1 với diện tích rộng khoảng 30m², tại vị trí này cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất, như đây là kệ tivi kết hợp với tủ áo. Trên thì cũng có nhiều cái ô mà để cho mình trưng bày những vật phẩm trang trí, đựng sách hay gì đó, tại không gian này cũng rất tuyệt vời. Giường ngủ thì hai bên sẽ là hai táp đầu giường, tường bên cạnh đầu giường thì trang trí cũng rất đẹp. Và điều đặc biệt của phòng ngủ này là phía trước sẽ có một cái khoảng ban công mở rộng. Đây sẽ là một góc thư giãn vào buổi tối rất tuyệt vời luôn nha anh chị. Anh chị có thể đặt xích đu nè, trồng rau, trồng cây tại không gian này. Nó giống như cái nhà kế bên luôn đó anh chị. Anh camera có thể mình zoom lại cho anh chị thấy nha. Đó, mình có thể mình tận dụng cái không gian này để mình trồng cây, mình làm khoảng sân vườn nho nhỏ thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị tiếp tục di chuyển sang phòng ngủ phía sau. Đứng tại vị trí này thì mình nhìn view tổng thể cái mặt tiền cũng rất đẹp luôn nha anh chị. Và tại cái không gian này hiện tại anh chị thấy không, những chú vịt rất là dễ thương, một cái tiểu cảnh nho nhỏ nhưng mà cũng rất là sinh động trong căn nhà của mình. Đây là video mà Toàn cũng sẽ cố gắng Toàn quay chi tiết để cho anh chị đỡ mất thời gian mà khi mình đến xem nha anh chị. Có thể thông qua video Toàn sẽ gửi những thông số
cần thiết cho anh chị check kiểm tra trước vị trí. Rồi và trong phòng ngủ này thì sẽ có một cái vệ sinh với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Vệ sinh này thì toàn nghĩ diện tích nó rộng khoảng 4m² nha anh chị. Đây sảnh hành lang thì cũng rất là rộng rãi. Và phòng ngủ phía sau tại tầng 1 với diện tích rộng khoảng gần 30m² cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất, giường, ra nệm, tủ áo, bàn trang điểm. Rồi đối diện sẽ là kệ tivi kết hợp với tủ áo. Và bây giờ toàn xin mời anh chị di chuyển lên tầng 2 để mình xem hai phòng ngủ còn lại. Ngoài căn nhà này thì toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt ở nhiều khu vực khác nhau. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà quận 7 hoặc mua nhà Nhà Bè hoặc là mua bán nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh, anh chị cần ký gửi nhà, cần mua bán như thế nào đó thì kết nối với Toàn theo số điện thoại trên màn hình, nhắn cho Toàn nhu cầu cụ thể, Toàn sẽ nhanh chóng gửi những thông tin nhà mà phù hợp với nhu cầu mà anh chị đang tìm kiếm. Bốn phòng ngủ bên trong căn nhà này, cửa phòng ngủ là cửa gỗ tự nhiên nha anh chị. Và đây, không gian phòng ngủ phía trước tại tầng 2 thì cũng giống như hai phòng ngủ mà anh chị vừa xem, cũng đã được trang bị đầy đủ nội thất, Toàn sẽ giới thiệu nhanh thôi nha. Đó, đầy đủ tất cả các tiện nghi rồi. Bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển sang phòng ngủ thứ tư là phòng ngủ phía sau tại tầng 2. Cũng tương tự nha anh chị. Khi mua căn nhà này anh chị chỉ việc xách vali là đến ở thôi vì đã được trang bị đầy đủ rồi. Bây giờ mình sẽ lên tầng 3 sẽ là sân thượng và sân phơi. Thang máy lên đến nóc nhà luôn nha anh chị. Và đây là tầng 3. Phía sau tầng 3 sẽ là sân thượng và sân phơi. Điều đặc biệt là có một cái góc view xong cả hai sân thượng luôn nha anh chị. Sân thượng trước và sân thượng sau đều view xong rất là đẹp luôn. Tại đây thì còn có thiết kế một cái vệ sinh. Nói chung là để khi mà nhà mình tổ chức những bữa tiệc BBQ hay gì đó thì mình sinh hoạt tại vị trí này cũng rất là thuận lợi. Sân thượng phía trước sẽ là một góc thư giãn vào buổi tối rất tuyệt vời luôn. Cái cũng là view xong nha anh chị. Rất là đẹp và thông thoáng, mát mẻ vô cùng luôn. Và bây giờ Toàn xin tóm tắt lại thông tin của căn nhà này như sau. Diện tích ngang 5 dài 22, một trệt, 3 lầu được trang bị full nội thất, vị trí trên trục đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè, cách quận 7 là khoảng 3 km, khu dân cư cao tầng đồng bộ với đầy đủ tiện ích xung quanh, gần chợ, trường học, ngân hàng và cơ quan hành chính. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, sẽ phù hợp cho quý anh chị đang chọn là hướng Tây tứ rạch, bao gồm hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Giá bán của căn nhà này là 10.500.000, vẫn còn bớt thêm, pháp lý sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ, có hỗ trợ vay ngân hàng khi anh chị có nhu cầu. Anh chị quan tâm tới căn nhà này thì kết nối với Toàn để đến xem nhà thực tế nha.